Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là đơn vị được huyện Vĩnh Hưng chọn làm điểm tổ chức ngày hội. Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tai nạn lao động tại đơn vị được đảm bảo, các hoạt động tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng cao. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Dịp này, Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho một cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.